Bất ngờ thì hôm nay cô chú anh chị nhà có mặt ở đây hiện tại là một căn nhà của một chú. Hiện tại chú đã mất đi rồi nhưng mà không còn cô nữa. Cô đã mất trước đó 2 tháng rồi, giờ tới là chú. Thì nhà nhận được thông tin ở Bạc Liêu thì nhà có nhờ anh Thanh Hồng đến để chia sẻ cùng với hoàn cảnh gia đình và có thể hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình một ít nha Khối, tại vì nhà cũng đang bệnh, nhà không thể nào di chuyển được của chú anh chị. Thì trên đây nhà sẽ chia sẻ giúp đỡ hoàn cảnh, tại vì nghe nói là hiện tại chú không có con nên nó là cô cũng đã mất, thì nhà có một người em trai hỗ trợ thì giúp được cho chú có thể có một ngôi mộ. Thì nghe đâu nhà cũng nghe bảo là được xây rồi, nhưng mà có điều là chưa có tiền để làm nấm ở trên, nên mong tất cả của chú anh chị có thể ủng hộ cho hoàn cảnh của chú để chú được một ngôi mộ. Sống thì có nhà, chết thì có mộ. Chân thành cảm ơn cả nhà. Trên YouTube của nhà cục TV cô chú con gửi cho chú 1 triệu ha, 1 triệu để tiền chú nhan Khối cho chú. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ. Đây là tiền của bên kênh YouTube nhà cục TV. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Chào chú nha. À, chú là sao với mà chú mất em trai ông dạ. Anh thứ ba thứ út. Dạ. Là như chú có thể mà nói chú là tên gì không? Tên Sơn. Chú là Huỳnh Hữu Hiệp. Chú Huỳnh Hữu Hiệp. Dạ. Và chú năm nay nhiêu tuổi? 72 tuổi. Dạ. Như là hiện giờ là chú Hiệp là ở với ai? Với vợ hai vợ chồng. Dạ. Rồi vợ mới mất nay hôm qua là đúng ngày chết ổng là 2 tháng rồi tới ổng chết. Dạ. Rồi như cô mất rồi là chú ở một mình? Một mình mà. Dạ. Rồi tại như cái nhà này là giờ đất của ai hay ai? Đất của bà chị á, em vợ của ổng. Là cho mượn ha? Dạ. Dạ. Cho mượn cắt nghe là tạm ở như cái chòi ha. Dạ. Dạ. Cái chú là bệnh gì vậy chú? Không bị sốt huyết não. Sốt huyết não hả? Dạ. Có phát nhanh không mà? Nhanh. Là khoảng bao lâu rồi? Rồi ổng ngủ ở nhà con mình à, có mấy đứa cháu đây ở khuya á, thấy còn nằm võng còn kẹt. Tới dạ. Sáng á, thường thường là khuya là gần sáng là ổng đi uống trà rồi nghe cháu rể rồi. Dạ. Rồi bữa đó sao nằm chầm bẹp cái thằng cháu con bà chị thứ 9 nè. Sai con nó xuống coi thử coi sao mà mất tiêu im ru. Dạ. Nhỏ chạy xuống nói nó ngộ ổng ngủ ngoái cò. Dạ. Đúng rồi ổng té chỗ đó làm sao đó. Dạ. Ở một mình không có ai hay biết hết trơn. Đúng rồi, không ai hay. Dạ. Ông té đó rồi thằng con nó thằng con út của bà chị đó, chị Chính á. Dạ. Là nó sai thằng con của nó xuống coi nhỏ mà ổng hay đưa nó đi học á. Dạ. Là chạy xuống rồi nó ngủ bựng sau nó chạy thêm bựng nữa. Nó sao ông dựng mà mở mắt mà nằm dưới đất. Trời. Rồi mới tóc tá quả lên. Chạy xuống rồi nó điện tôi vô ngoài góc đó tôi chạy vô. Là chú mất tại chỗ hay hả? Mất tại chỗ hay chở đi? Chở đi. Dạ. Chở ra bệnh viện ngoại á, Bạc Liêu. Dạ. Rồi bệnh viện rồi hỏi bác sĩ á, tôi khả năng được còn bao nhiêu phần trăm, nhưng khả năng nữa thì tôi đóng tiếng trên. Dạ. Thấy cũng hơi đóng ruột á. Dạ. Thì bác sĩ nói tỷ lệ nó hết 95% rồi đâu còn đi gì nữa. Muốn gia đình muốn đi thì đi. Dạ. Bị hết 95% mà. Dạ. Còn có 5% mà rồi bác sĩ nói khả năng thì mất thì nhiều rồi đó. Dạ. Rồi tôi mới hỏi nếu vậy thì thôi bác sĩ cho tôi xin đăng ký giấy về cho ông về chết tại nhà. Là chở đi cũng khoảng bao lâu mới mất? Về tới nhà mất. Dạ. Là thời gian chở ra Bạc Liêu là một ngày hả sao? Không, buổi sáng. À, buổi sáng. Ngoài gì là về tới nhà 11 rưỡi đó, lúc con mất là 11 rưỡi. Dạ. Ra bệnh viện là nó tích tắc luôn hả? Dạ. Còn như là hàng gương đồ rồi sao? Hàng đi xin. Bên bên chùa Miên ở Hòa Bình. Dạ.
như là chú đứng ra luôn ha. Dạ. Là chú ý là chú như đám là chú đứng ra chú lo luôn ha. Dạ. Vậy ông không có con người thì mình em thì phải. Dạ. Sao? Là chú là chú Thứ Út. Thứ Út. Là cô cũng mới mất đây, mới có vừa tròn 2 tháng. 2 tháng đúng ngày luôn à. Mới chết ngày 9 tháng 5 mà ông rơi 9 tháng 7. Dạ. Đúng ngày luôn mà khác phát. Dạ. Tròn 2 tháng đúng. Dạ. Tội quá trời luôn. Đó giờ là cô chú không đứa không có đứa con nào luôn. Không có con. Còn như lúc trước là chú hàng ngày là chú có đi làm gì không? Giờ đi chở thằng cháu đi học, cháu con của chị đó đó. Đi mừng người cháu nội, ổng chở cháu nội chị đi học. Dạ. Rồi con của chị mới gửi tiền cho ổng mới xài. Dạ, chị chở đi học vậy đó ha. Dạ. Dạ. Thế là cô chú cũng không có làm việc gì. Thì lớn tuổi cũng 72 tuổi rồi, đó cũng đâu có làm gì nổi nữa. Là hiện giờ là chôn chú ở đâu là? Ở sau đất của bà chị thì luôn. Bà chị nhà này là em vợ. Dạ. Vợ ông thứ 8, chị thứ 9 á. Là chôn đất của em vợ. Dạ. Là mồ mả rồi có xây học rồi chưa? Ngồi á. Dạ. Là như là cái này là chú đứng ra chú lo luôn. Tội chú giờ ở có một mình. Một mình nhà cả một đêm mà bệnh hoạn cũng ấy lắm. Chú chú này chú tên gì? Quỳnh Hữu Hiệp. À, để cô bảo cái phó này vậy. Quỳnh Hữu Hiệp. Thì cô cũng mới mất cái bàn thờ đấy hả chú? Dạ. Để con bước vô đây con. Vô đi. Là cô chú anh chị đây là cô cũng vừa mới mất vậy đúng cho 2 tháng này tới chứ cô chú mất nè cô chú anh chị. Cái bàn thờ còn đây. Thì cái nhà đây là nhà của em vợ của chú hay cô chú anh chị? Hay là cho mượn đây như là tạm như cái là cái chòi. Là hàng ngày chú ngủ cái giường này đây. Dạ. Dạ. Bác trai là 7 mấy rồi hả? 72 ha. Đúng rồi. Tội quá trời. Này, chút nữa chú dẫn con ra chỗ cái mộ đó. Dạ. Để con quay vòng vòng cái nhà. Ở đây như là che một mái cái mái như là cái chồi. Ồ cái cột mối ăn coi nè. Cái cột nhà mối. Tội quá chàng luôn. Chú chị đây là chú Quỳnh Hữu Hiệp năm 1972. Ở đây là chú ở đây cái địa chỉ ha chú. Dạ dạ. Ngày 9 tháng 7 lễ Đông Quang, 6 tháng 8 nhằm ngày 13, sau đó được linh cữu tại Thi Gia an táng phần đất gia đình ấp Mỹ Phú Nam,
xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đây là chạy hôm của Nam Hưng á chú. Như là chạy bên chữ thập đỏ là như cái này là bên chữ thập đỏ ha, bên nào chỗ hàng chú? Bên từ thiện ha. Từ thiện. Dạ. Mượn trứng ấp đi xin giùm đó. Dạ, chú trứng ấp đi xin giùm. Thì hiện giờ là chú đứng ra chú lo cho chú Hiệp thôi. Giờ là xây mã rồi, là xây cái học xong hả chú? Học xây rồi. Dạ. Là bữa nay 11. 11. 13 là mới chôn. 13, 8 giờ. Dạ. À, giờ là chú đứng nghi là chú là em Út, chú đứng ra chú lo cho chú Hiệp thôi. Dạ. Em vợ của ảnh. Dạ. Rồi giống đi chở cho cháu nội của chị đi học đó, rồi con cháu của chị thì nó cho tiền cho ông xài thôi. Dạ. Thì con cháu của chị cũng đông lắm. Dạ. Ở chỗ này ở Hòa Bình này là quê gốc ở đây luôn ha. Hả chú? Dạ. Chú Hiệp ở đâu? Hồi xưa hả? Dạ. Hồi xưa gốc đó, ông nội thì ở Bạc Liêu. Dạ. Nghĩa là quê nội là quê nội Bạc Liêu. Cái bên quê ngoại là đâu? Ngoại Sóc Trăng. Ngoại Sóc Trăng chưa? Như là có nghĩa là quê nội là Bạc Liêu là ở thành phố Bạc Liêu. Dạ. Rồi chú nhà chú gần đây ha? Nhà Lục Lá. Nhà Hưng Phú ngoại. Dạ. Như là nữa là nhan khối rồi Lê Hương là chú đem về ngoại thờ. Dạ. Như là thím là thờ chung luôn hả sao chú? Tôi thờ chị. Chị thờ chị. Chứ giờ hai bàn thờ tang rồi làm sao nhập chung được. À. Bị chưa có mãn đó. Chưa có mãn tang. Dạ dạ dạ. Dám nhập. Dạ. Em Út thì thờ tôi em thứ 9, tôi thờ bả. Tôi em vợ và ông là em chồng. Dạ. Như là cô đúng rồi. Thế nãy con cũng nghe thắc mắc sao mà như hai ông bà mà ở riêng vậy đó. Vậy ra thì ra là vậy. Như là cô mới mất đây rồi cái ẩm đó là để chung mấy không được. Không được. Dạ. Hồi nãy con hỏi em gái, nãy em gái tính đem về thờ. Không, là nó tính cho cậu nó đó, chứ nó là dâu mà đâu có thờ. Tính cho cậu ha. Cho cậu. Bởi nãy hỏi rồi sao vậy? Dạ, chị em tôi gánh đó. Bên này thì nó thờ anh Tám tôi. Dạ. Tôi thờ chế tôi. Dạ. Mới đó, bị mới quá. Nữa. Dạ. Ướt luôn ông này nữa. Đâu có nhập được. Vì là chú sẽ thờ ở ngoài thì ông bà già là anh thứ hai. Ông của mình. Dạ. Rồi là cô sẽ thờ người chị. Bác gái. Bác gái. Nên là giống như cái nhà. Dạ. Giống như là theo bên gia đình đó. Dạ. Dạ dạ. Vậy hồi nãy con hỏi em gái nó đem cậu về bánh thờ, còn mợ thì để bên đây thờ. Hồi nãy con thắc mắc sao kỳ vậy ta? Bị mới quá. Dạ dạ. Thì ra là vậy. Thế như hai vợ chồng ấy nhưng mà ở chung luôn. Nó không biết, nó không có phân danh kỹ. Dạ dạ. Như cô ngồi xích bên đây luôn dễ. Dạ cô ngồi đó cô. Đi ngồi sớm quá đó. Dạ. Dạ đúng rồi, mới có 2 tháng. Dạ cũng sợ kỹ nè cái ha. Dạ. Mất 2 tháng mà trùng ngày luôn hả? Trùng ngày rồi, giờ liệm đồn. Liệm trùng luôn. Là 8 giờ, ổng cũng 8 giờ. Là cách 2 tháng như là tháng 5, mùng 9 tháng 5, mùng 9 tháng 7. Dạ. Cho 2 tháng luôn. Dạ. Một
Thường thường thì cái công việc của anh của chú là làm gì ta? Thì ảnh đi chở cho cháu nội của chị đi học nè. Thì con của chị thì gửi tiền cho ổng ba xài thôi, với ổng đâu mần gì nữa đâu. Dạ. Già rồi đâu mần gì đâu. Từ cái thời điểm về đây ha. Thời điểm về đây. Rồi trước đó hồi nãy cô chia sẻ là đi biển ha. Ừ, hồi trước ông đi biển. Đi biển là ở Hố Gùi. Hố Gùi thôi. Hố Gùi là ở đâu chứ? Hố Gùi của Cà Mau. Ừ. Cà Mau. Dạ. Thuộc cái huyện gì không biết không? Không. Hố Gùi huyện của U Minh phải không? Hay là gì ta? Hay là Nam Căn? Không phải Nam Căn. Sông Đốc cái gì đó. Con cũng không nghe nữa. Chú có xuống đó lần nào chưa? Đi lâu rồi mà không để ý tới vụ đó hả? À. Dạ. Mình đi đám rồi, không có đám đi đám đi xuống nhà ổng rồi không có để ý vụ đó. Không, tại vì con muốn hỏi, do thường thường con phỏng vấn thì con nói nó chính xác vậy đó. Giống như là bắt trai bắt gái thì về đây. Hội từ thiện ha. Hội từ thiện. Dạ. Chùa ban đầu cũng chùa Đề Chuối rồi không có. Dạ. Rồi mới ra Hòa Bình nhận. Dạ. Cái tội quá trời, nhà mà không có con. Không có cảnh nào như cảnh này chú ơi, có gì. Dạ. Yeah. Vậy là cô với chú giống như đại diện hai bên để thờ. Chính là như cho nên nó ghi. Nói ra là bên ai nấy thờ đó. Dạ đúng rồi. Em này thì thờ anh, dạ. Tôi thì thờ cũng thờ anh mà anh rể đó. Chứ là chị ruột. Chị ruột. Còn ổng thì anh ruột. Dạ. Chứ giờ biết sao giờ không con không cái. Dạ. Nhìn thấy chú gì mà tội quá trời luôn. Ở đầu cha gái bây giờ không có con luôn. Dạ. Bởi vì nãy con hỏi em gái hồi nãy đó. Nói đem cậu về thờ. Rồi mở thì để hôm nay cái con nói ủa sao kỳ hai như hai vợ chồng mà không đi chung. Phân chia vậy? Dạ dạ. Thì ra là vậy, mới ấy là còn 2 tháng quá sớm. Vì á chế tôi mất rồi chứ phải như chế tôi bả sống bả nằm đó. Thì anh Tám tôi mất trước tôi cũng vẫn thờ. Dạ. Vì bả còn đây mà. Dạ dạ. Bả đi trước. Rồi dạ. Ổng vậy thì giờ chia qua cho thằng em Út này đi. Dạ. Tôi bả. Dạ. Thì chị ấy mà cô là chị em ruột. Em ruột rồi chú tôi, đó tôi bên chết. Chú thì là em ruột của chú. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình chôn thì gần nhau hay sao? Gần. Gần. À. Lát chôn thì giống như là gần nhau ha. Còn chỉ có thờ là riêng thôi. Chỉ thờ là riêng thôi. Dạ dạ. Nếu cái chòi vậy là để hai bàn thờ ta. Dạ. Yeah. Đây con cũng đại diện lên tên của tên YouTube của nhạc cục TV á cô chú. Con gửi cho chú 1 triệu ha. 1 triệu để tiền chú nhan phối cho chú. Rồi dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Tiền của bên kênh YouTube nhạc cục TV. Rồi dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi trong cái buổi hôm nay thì có đại diện bên kênh Nhàn Cục TV các bạn Thu Vân hỗ trợ cho gia đình 1 triệu nha cô chú anh chị các bạn. Cô dẫn hai con ra phía ngoài. Con quay cái clip này lên, trước tiên là con gửi 1 triệu của bên kênh YouTube của Nhàn Cục TV. Dạ sau này con quay cái clip này đăng lên đó cô chú. Thì con hy vọng là cho các mạnh thường quân có thấy hoàn cảnh của chú là khó khăn vậy đó. Thì có thể hỗ trợ cho phần nào thì đỡ cho chú phần đó. Rất cảm ơn chú. Dạ. Được nhiều nhan khói rồi. Dạ dạ. Thôi chú chị đây nè. Chú dẫn ra cho nơi chú Hiệp nằm đây của chú chị.
Người bán ổng. Dạ. Với cô với chú nằm gần với nhau. Bác gái ha. Bác gái là tên là Tiết Lan. Tiết Lan. Dạ. 4 tháng 6. 4 tháng 6 là cái đó mình ghi ngày ở trên ha. Trên. Ngày trên. Đúng rồi. Giống như nãy cô nói là ngày 9 tháng 5 âm lịch. 9 tháng 5 âm lịch á. 9 tháng 5 âm lịch. Cô Thọ là 70 tuổi. Dạ. Yeah. Còn đây là cô bác trai hả cô? Dạ. Cái năm cặp quay ruộng vậy luôn. Có nhận được hỗ trợ của đó ở đâu chưa cô? À, hồi ngày hôm qua cháu rể hồi năm 8 đưa mất á. Dạ. Rồi thằng cháu rể chị nó bán quán ở Bạc Liêu á. Là nó có mà đi chụp hình ổng. Dạ. Rồi với nhà cửa. Gửi là đêm hôm nó chảnh cũng có phối hợp với chuyện ấp ở đây. Dạ. Xuống đâu cũng 5-6 chú như mấy chú vậy đó. Dạ. Với đâu một cô gái là cho được 6.8 triệu. Dạ. Cũng nhờ chảnh sinh á, từ thiện gì đó. Dạ. Là bên địa phương ha? Không, cái đó là ở đâu Bạc Liêu gì á. Dạ. Bị gì nhỏ cháu nó bán quán ngoài á. Dạ. Rồi nó thấy hoàn cảnh ổng khổ ạo rồi gì đó. Dạ. Ai có gì cho nấy. Dạ. Còn thiếu thốn thì mình mua thêm. Dạ. Hai bác ở đây cũng mấy năm thì như có xếp hộ nghèo hả hả cô? À, anh Tám tôi đó hả? Dạ. Có hộ nghèo. Có hộ nghèo hả? Như quà cáp đồ tới ấy đồ cũng có hết. Dạ. Ta cũng cho. Mà ổng là ưu tiên, bị trưởng ấp ở đây thấy ổng cũng thương lắm, ổng dễ thương lắm. Dạ. Bị trưởng ấp ở đây miễn có là điểm xuống lấy à. Dạ. Chùa đồ đó. Lúc mà bác trai mất đó, là lúc đó cô hay không? Dạ, tôi không có hay. Như sáng tôi quét sân, thằng cháu nội tôi nó mới chạy xuống. Nó thấy ổng nằm ở dưới đất mà nó không có nói là ổng nằm đất. Nó ông Dượng nằm sao mà ông Dượng ngái quá à, là hồi đó nó kéo đò mỏng hay gì á. Nghe khù khù vậy đó. Là té trên giường xuống hay sao cô? Ổng đi xuống miệng hay gì á. Chút miệng ổng xuống cây cầu dưới sông đó, chỗ cái nãy cái đít hàng đó. Dạ. Rồi ổng nằm ngay đó đó, mà không có xuống nước. À, nằm chỗ gần cái cửa mà dắt sông đó. Ờ, chỗ cây cầu đó. Cái cửa hướng sông. Rồi đó. Cái nhỏ cháu ngoại tôi nè, nó mới xuống, nó thấy, nó la, nó ngoại ơi. Ông Dượng sao mà ông Dượng nằm nín thinh, là mà ông Dượng ổng làm như gì kéo cổ quá à. Dạ. Tôi với con tôi mới chạy xuống, là thằng cháu tôi đó. Tôi lâu quá cơ, vậy là chắc Dượng Tám nặng lắm rồi con ơi. Thôi đừng có đụng Dưỡng Tám, để thường thường ta nói là cũng như đột quỵ không cho mình đụng người á. Yeah. Được, bây giờ để lấy kim lễ tay Dưỡng Tám coi máu Dưỡng Tám coi nó đỏ hay là nó đen sao đây. Yeah. Cái nó lụi thì ổng giật cái tay lên ổng còn biết. Yeah. Ổng giật cái tay mà như nói thì nói không được. Yeah. Rồi mấy nhỏ ghéo thì ổng mở mắt ra, tôi mới nói thôi bây giờ vậy đi, bây giờ tụi con á bồng Dưỡng Tám lên vạc đi để nằm để nước nôi không. Yeah. Nếu nằm đó tàu chạy thì sóng đánh nước nó phải tràn lên rồi. Yeah, yeah. Rồi con tôi nó bồng lên rồi để nằm ghéo ổng thì ổng nhướng nhướng vậy đó, rồi kêu xe thì nó hứa chở chút xíu điện lợi, nó giờ xe nó bể bánh rồi giờ. Yeah. Kêu xe khác, cái điện xe khác lại rồi mới chở ổng xuống mà đầu dàm dưới này mới lên xe đi. Yeah. Thì tốn xuống dưới thì tiền bạc không có tốn mà tốn 2 cuốc xe. Dạ. 2 cuốc xe đâu cũng 800 hả cậu? Xe là xe taxi hả cô? Ngoài 400, ở trong này 350 thì cũng 750. Dạ. Giờ nó nói cuốc xe đầu thì con trả, thì cuốc xe sau thì cậu bố trả phải không? 400. Dạ. Rồi xuống dưới nó mới điện về tôi, nói mẹ ơi giờ Dưỡng Tám người ta nói một mất một còn, giờ mẹ tính chở gì hay sao? Tôi mới nói thôi con ơi, tôi vừa khóc mà vừa nói con ơi, Dưỡng Tám bệnh cũng mới đây thôi, cũng chưa tốn tiền tốn bạc, giờ để Dưỡng Tám nằm đi, còn nước thì còn tám. Yeah. Nếu chừng nào Dưỡng Tám có đuối quá tắt hơi thì mình phải chở về. Yeah. Rồi là thôi mẹ nói vậy thì con hay vậy, rồi để chút cái nó nói là nó điện về nữa. Nói mẹ ơi giờ bác sĩ người ta nói giờ tim Dưỡng Tám là thủy sản ngừng đập rồi đó, yếu dữ lắm rồi. Yeah. Tôi nói thôi vậy thì nói với bác sĩ tiếp hơi gì cho Dưỡng Tám gì có cái chòi đi, rồi nó cái gì xài cái bóp bóp đó chú,
cái ống cái phơn mà bóp bóp tay á. Ờ vừa tới đây rồi thằng Út kêu nó ghéo vừa tám ơi, vừa tới nhà vừa tám thì ông trợn trợn con mắt lên mà mở thì mở không có tỏ gõ. Yeah. Rồi hai cái tay ổng giật lên là ổng như cái miệng nhép nhép muốn nói gì mà nói không có được. Yeah. Rồi thằng cha thứ tư tôi nó mới ghéo một lần nữa, chú Tám ơi vừa dạt dưỡng rồi nè, thì ổng cũng làm y như vậy á. Rồi là ổng hước có hai cái rồi đi luôn. Dạ. Yeah. Vậy là lúc chở ra là mình chở ra trạm y tế hay là ra ngoài? Ra Bạc Liêu luôn. Ra bệnh viện Bạc Liêu ha. Bao xe đi Bạc Liêu luôn. Dạ yeah, dạ. Yeah. Không có ghé nhà thương nào ấy quân y rồi cũng không ghé nữa. Ra ngoài là chạy thẳng luôn, mày thấy ổng đuối quá rồi. Yeah. Thấy ổng ấy dữ rồi đâu có dám như vậy bà. Bệnh viện vậy đó. Dạ dạ. Rồi không có lấy tiền. À, à, cũng không có lấy tiền, rồi, có tốn hai cuốc xe thôi. Dạ dạ. Cuốc đi với cuốc chở gì vậy đó. Vậy là bắt bắt cha có bệnh huyết áp gì không ta? Không, huyết áp là ổng hồi đó giờ ổng tốt lắm. Dạ. Mà hồi bồng ổng lên là có ông bác sĩ lại khám bệnh cho cái ông nhà bên đây nè. Dạ. Rồi bác có mượn qua khám giùm. Ừ, bác sĩ nói là huyết áp ổng cũng không có lên. Yeah. Mà tim đồ với mạch đồ cũng còn tốt lắm. Thôi bây giờ nếu chở đi được thì cứ dịch chở đi. Yeah. Không có gì hết, ổng không có mắc bây giờ đâu, mà chở đi dạy đi rồi chở đi đó. Yeah. Ổng biết có cách té, ổng xuống ổng chút miệng đó là ổng biết, ổng ngồi ổng bật nữa hay sao không biết. Chứ nếu trên này đi xuống mà té là ổng ngủ xong luôn rồi đó. Hồi nãy cô nói là khoảng 11 giờ trưa ha. 11 giờ trưa là hồi chở ổng về tắt hơi á. Còn cái lúc mà ổng bệnh á là không biết giác nào, mình cũng không có gần. Cái lúc mà đứa cháu nó hay nó kêu cô là lúc đó khoảng mấy giờ? Gần giác đó cỡ 5-6 giờ. 5-6 giờ. Ờ. Bây giờ chở bác ra ngoài là bao lâu đâu? Chở đâu cũng gì, bị gì kẹt xe qua luôn. Ngày hả cô? Hả? Có một ngày một buổi chút một à. Trong ngày đó luôn. Dạ. Hồi bằng mấy chú vô tới giờ là chở gì rồi đó. Dạ, trong ngày đó luôn ha. Ờ, trong ngày luôn. Sáng tóc ra ra chắc ngoài. Là, chắc sáng thức dậy đánh răng hay gì đó. À, rồi nhủi té đó. Dạ. Yeah. Vì là chở ra ngoài chỉ có vài tiếng thôi. Ờ, đúng vài tiếng thôi. Dạ đúng rồi. Ra ngoài, ngoài rồi đem vô cấp cứu. Dạ, rồi cấp cứu vài tiếng. Ờ, tiếp hơi rồi với chở đi CG rồi với đó. Dạ. Rồi bác sĩ nói là trên não ổng là có cục máu bầm gì đó. Dạ. Ờ, trời ơi, bác sĩ cho là xuất huyết não. Xuất huyết não. Ừ. Dạ dạ. Rồi, con cảm ơn cô chú nha. Ờ, chú. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ dạ dạ. Đi xuống tới đây cũng tội nghiệp, vất vả. Dạ dạ.